8 năm 2023 thì công chí đảng viên, công chí tập trung nghiên cứu các cái chuyên đề trong phần mềm sổ tay đảng viên điện tử của tỉnh Thái Bình. Trước đây, để chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Bí thư chi bộ Thanh tra Khoa học Quân sự, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình khá vất vả trong việc chuẩn bị tài liệu trước kỳ họp. Thì giờ đây, khi có phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, mọi công việc chuẩn bị cũng giản tiện hơn. Bởi thông qua phần mềm, các đảng viên trong chi bộ cơ bản đã được tiếp cận với nội dung sẽ có trong buổi sinh hoạt trước đó. Việc có thể khai thác nhiều thông tin khi cập nhật phần mềm cũng khiến các đảng viên rất tâm đắc. Trong quá trình khai thác sổ tay điện tử thì chúng tôi đã tiếp cận được các cái nội dung về các cái nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, để từng đảng viên cũng có cái nhận thức được cái vai trò trách nhiệm mình, và tự nghiên cứu, tự học tập thì chúng tôi phát huy được cái có sự hiểu biết rộng hơn, nhiều hơn đối với cái việc học tập nghị quyết cũng như về tinh thần và trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Qua đó thì từng cán bộ đảng viên cũng như các chi bộ và các tổ chức đảng cũng đã phát huy được cái vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất cũng như tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy đảng, trong đó có tham mưu với tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, tỉnh ủy Thái Bình đã thử nghiệm và chính thức đưa vào khai thác sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đến tất cả cán bộ, đảng viên trên địa bàn, trong đó có đảng bộ quân sự tỉnh. Qua một thời gian vận hành, phần mềm đã và đang khẳng định hiệu quả, đi vào cuộc sống và góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của đảng. Đối với cấp ủy chi bộ thì đã phát huy được cái việc quản lý đảng viên trên phần mềm. Ví dụ như phần danh sách đảng viên, phần điểm danh trong quá trình sinh hoạt hàng tháng, rồi là cái trao đổi ý kiến giữa bí thư chi bộ với lại từng đảng viên trong chi bộ về nóng, về tâm tư, nguyện vọng cũng như ý kiến phản hồi về cái nghị quyết lãnh đạo chi bộ hàng tháng. Trên cơ sở đó thì cấp ủy chi bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên để bổ sung vào trong dự thảo nghị quyết lãnh đạo để cho nó sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị trong quá trình lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nắm bắt chung trong chi bộ ấy, thì 100% đảng viên là cũng rất là tích cực nghiên cứu và khai thác các văn bản tài liệu mới cập nhật hàng ngày. Một kênh thuận tiện có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mở rộng thông tin, vừa thể hiện dân chủ. Các đảng viên chỉ cần cập nhật vào phần mềm là có thể nắm bắt tất cả những thông tin chính thống. Cán bộ, đảng viên có thắc mắc, băn khoăn cũng có thể trực tiếp thông tin đến cấp ủy, cấp trên bằng con đường này. Thường xuyên lên trên trang để lựa chọn các cái văn bản của Trung ương, của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, những văn bản mới nhất mà thường xuyên được cập nhật, và quan trọng là những thông tin này là hết sức chính thống. Nó đỡ mất thời gian cho đảng viên lên trên mạng để phải lựa chọn rồi tìm kiếm. Có rất nhiều cái thông tin thời sự về văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của trong tỉnh cũng như là trong toàn quốc và cả thế giới. Nó cũng giống như một cái thư viện thu nhỏ và đã được thiết kế rất là khoa học. Cá nhân tôi thấy thì cái phần mềm này rất phù hợp để cho ứng dụng đối với các chi bộ mà có đông đảng viên, đặc biệt là không có điều kiện để tập trung sinh hoạt thường xuyên. Thì qua cái phần mềm sinh hoạt thường kỳ được thiết kế ở trên ứng dụng ấy, thì đã có sự tương tác cho tất cả các đảng viên cùng sinh hoạt đối với chi bộ. Chi bộ cũng rất thuận tiện cho việc giao nhiệm vụ và kiểm soát cái việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên. Tại Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, từ khi có sổ tay đảng viên điện tử, việc xây dựng nghị quyết hàng tháng đã được gửi trong phần mềm để cán bộ đảng viên nghiên cứu trước. Khi ra sinh hoạt chi bộ, các thành viên chỉ tập trung vào thảo luận nên rất trọng tâm. Bí thư chi bộ có thể giao nhiệm vụ cho đảng viên phản hồi nhanh chóng. Từ đây cũng tăng sự giao lưu, tương tác hai chiều. Chưa kể tất cả các nội dung đều được công khai rõ ràng nên đem lại hiệu quả thấy rõ.
chúng tôi là có cái cơ hội được học tập và được lĩnh hội các cái chỉ thị, nghị quyết, các cái văn bản hướng dẫn của các ủy đảng cấp trên. Chúng tôi gần như không cần phải chờ đến các buổi sinh hoạt để chúng tôi tiếp nhận các cái thông tin đó, mà chúng tôi vào các thời gian rảnh rỗi là đều có thể để nắm được các cái thông tin. Đối với từng cá nhân thì chúng tôi có thể là trên cái phần mềm đó chúng tôi xây dựng được cái lịch công tác cũng như là về các cái tiến độ, và từ đó thì là cấp ủy cấp trên có thể là cập nhật và nắm bắt được cái kế hoạch của từng cán bộ đảng viên. Trên cái phần mềm này thì là nó có cái tính năng là gần như là để cho cấp trên có thể biết được cấp dưới là từng đảng viên có cái tính tích cực chủ động trong cái việc học tập nghiên cứu hay không. Và nếu đồng chí nào mà tích cực chủ động thì sẽ được là điểm thưởng vào trong của từng cái quỹ của cá nhân mình. Như vậy là đây cũng là một trong những cái phương pháp mà động viên khích lệ đối với từng đảng viên trong quá trình học tập công tác. Thông qua cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử thì kịp thời triển khai hướng dẫn được cho cán bộ đảng viên trong chi bộ nắm và quán triệt ngay được những cái nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Quân sự tỉnh và Trung đoàn. Đồng thời là sau khi hội nghị chi ủy xong thì chúng tôi cũng kịp thời triển khai cái dự thảo nghị quyết để cho đảng viên nắm trước nội dung. Những đảng viên mà công tác ở xa, công tác nhỏ lẻ mà không về kịp thời dự sinh hoạt của chi bộ được thì các đồng chí có thể thông qua cái phần mềm này nắm được cái dự thảo nghị quyết của chi bộ và những cái chủ trương biện pháp lãnh đạo trong thời gian tới để tham gia đóng góp ý kiến thông qua cái phần mềm sổ tay điện tử này, thì trực tiếp đóng góp vào cái việc xây dựng nghị quyết của chi bộ trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cập nhật những cái thông tin mới, những cái thông tin cần thiết nhất trong cái việc khai thác phục vụ cho cái quá trình học tập rèn luyện tại cơ quan đơn vị, đặc biệt những vấn đề mới và vấn đề khó xoay quanh những cái yêu cầu mới về cái công tác xây dựng là chỉnh đốn đảng trong cái điều kiện hiện nay, để thường xuyên làm tốt cái công tác kiểm tra, giám sát cái việc mà ứng dụng phần mềm sổ tay điện tử đảng viên của các cấp ủy chi bộ cũng như của mỗi một cán bộ đảng viên, để qua đó kịp thời là biểu dương khuyến khích đối với những cái cấp ủy tổ chức đảng triển khai tốt, đồng thời chấn chỉnh những cái chưa nghiêm túc để đưa cái việc mà cập nhật cái phần mềm ứng dụng sổ tay điện tử đảng viên này và trở thành một cái việc làm nề nếp là thường xuyên đối với tất cả mọi tổ chức đảng cũng như là mỗi một cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong xu thế cải cách thủ tục hành chính và số hóa mạnh mẽ thì sổ tay đảng viên điện tử thực sự là giải pháp công nghệ hữu ích bởi những tiện ích đem lại. Không chỉ hỗ trợ học tập, nghiên cứu mà sổ tay đảng viên điện tử còn góp phần số hóa nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.